nhảy lên đá song phi, tung những cú đấm dứt khoát. Đó là một trong vô vàn thế của Vovinam Nam, một môn võ cổ truyền của Việt Nam ra đời vào năm 1930. Và đây cũng chính là một phần trong chương trình giảng dạy nội trú ở trường IVS. Nhiều học sinh học ngôi trường này rất hào hứng với Vovinam Nam. Chỉ cách đây vài tháng, nhiều học sinh có mặt ở đây lại hào hứng với những trận đánh đối kháng, nhưng là ở trong các trò chơi điện tử. Cãi lại cha mẹ, bỏ bê việc học hành, dành tới 14 tiếng mỗi ngày để chơi điện tử. Những em học sinh này đã khiến bố mẹ bất lực. Cha mẹ của các em chứ còn biết trông cậy vào trường đối với việc cai nghiện game. Thay đổi của em thì em sống ngăn nắp hơn ạ. Và thay đổi thứ không có cãi lời ba mẹ. À, ngoan và em đã bỏ được cả điện tử và em đã thay đổi được con người mình, thay đổi hoàn thiện con người mình mới hơn, không giống như trước và không trốn nhà đi chơi nữa. Tại đây các học sinh phải tuân thủ một thời gian khóa biểu và các nội quy nghiêm ngặt giống như trong quân ngũ. Người thân chỉ được thăm các em mỗi tháng một lần, bởi thế nhớ nhà là điều không tránh khỏi. Nhưng có lẽ điều khó vượt qua nhất đối với những học sinh này là bị giới hạn sử dụng điện thoại và mạng Internet. Vượt qua những cái khó khăn bằng cách rèn luyện trong luyện tập, trong tập quân sự, trong tập võ. Thế thì nó thay đổi cái thói quen xấu, cái thói quen mà ỷ lại, lười nhác và thụ động. Thì kỷ luật quân đội và võ thuật giúp cho các học sinh trở nên có ý thức hơn. Được thành lập từ năm 2009, trường nội trú IVS thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Võ Việt Nam và Thể thao là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam dành cho học sinh bị đánh giá là cá biệt và nghiện game. Trường có lớp học văn hóa cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Rất nhiều học sinh khi tốt nghiệp IVS đã trở thành những con người khác, nhanh nhẹn hơn, sống có trách nhiệm hơn và có hoài bão về tương lai.